Xin chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ sạc thông minh, sạc cơ nhưng nó là sạc thông minh các bạn nhé, sạc tự động đấy. Ở đây là có loại 72V và loại 60V. Đây là sạc sạc này thì mình cam kết là 100% dây đồng các bạn nhé. Đây, các bạn có thể tra cái chữ này ra là sạc dây đồng này. Và các bạn có thể mở trong và kiểm tra. Sạc này là sạc có khả năng tự ngắt và tự điều chỉnh dòng các bạn nhé. Đấy. Đây là mặt hông của nó này, mặt sườn này. Đấy. À, đây là mặt đằng sau này. À, trọng lượng của cái sạc này nó rơi khoảng hơn 10 kg một cái các bạn nhé. Đấy. Thì mọi chi tiết xin liên hệ 0983 818 955. Đây. Đấy. Cái dòng này thì nó khác cái dòng sạc bình thường, sạc cơ bình thường ấy là nó có cái nút vặn này này. Đấy, nhưng con này nó là sạc tự động, nó tự điều chỉnh dòng. Nó rất hay ở cái chỗ đấy. Và nó sử dụng dây đồng cho nên là cái độ bền nó rất là cao. Nhà mình hiện đang cung cấp một dòng sạc cơ và một dòng sạc tự động giống như này. Thì sạc cơ thì nó có nút vặn nhưng cũng là dây đồng luôn nhé. Đấy, tí nữa mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Đấy. Thì cái dòng sạc thông minh này thì bên mình chỉ có là 60V và 72V thôi, không có 48V. Và nó có thể sạc được cho những cái dòng bình ắc quy từ 80A cho đến 200A các bạn nhé. Đấy. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là 31 cm, chiều ngang cũng là 321 và chiều cao khoảng 20 cm. Đấy, tí nữa mình sẽ vẽ lại cái kích thước cho các bạn nghiên cứu. Chân jack thì vẫn là chân jack to như này thôi. Các bạn mua hàng thì lưu ý thì bên em sẽ gửi thêm một cái jack cái nữa, hoặc các bạn mua thay thế không cần thì sẽ đưa jack như này thôi. Đấy. À, sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cũng một cái dòng sạc cơ. Nó không phải là sạc tự động nhưng mà nó cũng là một phần 100% là dây đồng luôn.